Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 7 tháng 11 có những tin chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào dự thảo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy năm 2022, giai đoạn 2022-2026. Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề quyết định nhiều nội dung quan trọng. Chung kết hội thi dân vũ, khiêu vũ và thể dục nhịp điệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào dự thảo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy năm 2022, giai đoạn 2022-2026 và một số nội dung chuẩn bị trình lên kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo dự thảo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý biên chế của hệ thống chính trị nhằm cụ thể hóa quyết định 70/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, trong đó tập trung phân cấp và quyết định thẩm quyền quản lý biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định biên chế của hệ thống chính trị tỉnh trên cơ sở tổng biên chế trung ương giao. Ý kiến các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao với dự thảo được xây dựng công phu, chi tiết, rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý biên chế và đề nghị trong dự thảo cần giải quyết những vướng mắc trong quá trình giao biên chế với tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ sung thẩm quyền giao và quản lý biên chế đối với các hội nghề nghiệp, giao nhiệm vụ gắn với giao biên chế để các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được phân công. Giao biên chế cần có sự so sánh với các địa phương khác tương đồng với Vĩnh Phúc, tính toán đến sự chênh lệch giữa các đơn vị hành chính trong tỉnh về tổ chức cơ sở đảng, số lượng đảng viên, quy mô dân số. Về lâu dài, căn cứ trên vị trí việc làm để giao biên chế. Kết luận nội dung này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu việc quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy phải thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và bộ luật liên quan. Trên cơ sở biên chế sẵn có, sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban tổ chức tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện các dự thảo, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Về đề xuất điều chỉnh giao chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu cơ quan đơn vị theo quyết định năm 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và được thống nhất cao trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Do vậy sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao. Khi tổng kết việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đánh giá đến các yếu tố khách quan, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho người đứng đầu cơ quan đơn vị. Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương pháp đánh giá việc thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách khách quan nhất. Về chủ trương bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh lồng ghép thực hiện dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 2 đoạn từ Vĩnh Yên, Việt Trì. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng, cấp thiết để phục vụ giao thông của vùng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí về chủ trương và bố trí nguồn lực, yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Chính phủ, làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền đầu tư dự án. Về đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của ngành y tế Vĩnh Phúc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, ngành y tế cả nước nói chung hiện nay đang gặp nhiều vướng mắc về thể chế, cơ chế chính sách, lộ trình tự chủ, thuốc, trang thiết bị y tế. Khẳng định tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm phát triển kinh tế song song với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành y tế tham mưu cho tỉnh giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc, tập trung phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.
Ủy ban nhân dân tỉnh ra soát đáp ứng đủ cơ sở vật chất hai bệnh viện trọng điểm đã được tỉnh đầu tư, quan tâm phát triển y tế tư nhân gắn với quy hoạch hệ thống cơ sở khám chữa bệnh. Về thể chế, ngành y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tự chủ tài chính, giá dịch vụ y tế. Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nghị quyết số 19, 20, 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Các dự thảo về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo. Chiều nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để quyết định nhiều nội dung liên quan đến đầu tư công và chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các ông bà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết, góp phần vào thành công của kỳ họp. Tại kỳ họp, sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trên kỳ họp và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực được phân công, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết về bổ sung hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đoạn từ quốc lộ 2 đi đường tỉnh 305. Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Vĩnh Phúc. Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối từ đường vành đai 4 tỉnh Vĩnh Phúc, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên đến đê Trung ương, dốc Lồ, xã Nguyễn Đức, huyện Yên Lạc. Về quyết định mức chi hỗ trợ động viên cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên đang công tác tại cơ sở giáo dục công lập, các trường cao đẳng thuộc tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện thành phố, các cơ quan quản lý giáo dục và nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân qua các thời kỳ. Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, các nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh, góp phần động viên, tri ân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo và nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa và kết nối để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và giai đoạn tiếp theo đã được đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Sớm triển khai chính sách đối với khu vực giáo dục, chỉ đạo quản lý các dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, công khai minh bạch quá trình triển khai thực hiện dự án, quản lý sử dụng vốn và các nguồn lực triệt để, tiết kiệm hiệu quả, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt chức năng giám sát về thực hiện các nghị quyết. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau kỳ họp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tối qua tại quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đêm chung kết hội thi dân vũ, khiêu vũ
và thể dục nhịp điệu, vòng dấu ấn và tỏa sáng. Tới dự có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên. Phát biểu tại đêm chung kết hội thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cao hội thi, những cống hiến của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp chồng người, cũng như việc rèn luyện sức khỏe, phong trào luyện tập thể thao. Hội thi được tổ chức đã tạo sự lan tỏa, kết nối, tạo ấn tượng, không khí phấn khởi để ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành gửi lời tri ân, lời chúc đến toàn thể các cán bộ giáo viên, công nhân viên công tác trong ngành giáo dục, luôn giữ trong mình nhiệt huyết, đam mê với nghề để truyền đạt tri thức đến học sinh, tiếp tục phát triển sự nghiệp trong người. Vòng chung kết hội thi dân vũ, khiêu vũ và thể dục nhịp điệu với chủ đề Dấu ấn và tỏa sáng có sự tham gia của 19 đội đến từ các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Đây là những tiết mục xuất sắc, ấn tượng được lựa chọn từ vòng thi tranh tài với sự tham gia của 43 đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Các đội tham gia đã mang đến hội thi những tiết mục dân vũ, khiêu vũ, thể dục nhịp điệu đặc sắc, phong phú về thể loại trên nền nhạc ca ngợi quê hương đất nước, thiên nhiên, con người, ca ngợi thầy cô và mái trường. Ngày hôm nay vượt qua rất nhiều trường thì trường chúng tôi đã được lọt vào vòng chung kết và đây cũng là một động rất ý nghĩa trong cái tháng 11 này. Và trường chúng tôi đã cố gắng hết mình để cung cấp đến cho các quý vị khán giả những cái tiết mục dân vũ rất là hay và đặc sắc. Qua những cái hoạt động như này thì tôi thấy là một cái động lực rất là lớn để thúc đẩy cái phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường. Bên cạnh cái công tác chuyên môn thì ngoài giờ có thể là khuyến khích các cô, các thầy, các cô tập luyện những cái hoạt động như này để mà cho mọi người tức là cảm thấy là cái ngoài cái áp lực về công việc thì sẽ khiến cho tất cả các thầy, các cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường mọi người sẽ cảm thấy rất là thoải mái, vui vẻ. Với sự chuẩn bị, luyện tập, giàn dựng công phu, sự đầu tư về trang phục, các đội đã mang đến đêm chung kết hội thi những tiết mục dân vũ, khiêu vũ, thể dục nhịp điệu ấn tượng. Ban tổ chức đã trao 5 giải nhất cho các trường Mầm non Kinder Sky, Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Liên Bảo, Mầm non Phú Quang và trường Trung học cơ sở Đồng Tâm. Trao giải bình chọn và cúp cho trường tiểu học Hội Hợp B, đồng thời trao các giải nhì, ba cho các đội có thành tích cao. Chiều nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại nhà cho các đảng viên cao tuổi thuộc Đảng bộ xã Tiền Lữ và Đảng bộ xã Văn Quán, huyện Lập Thạch. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và chúc mừng các đảng viên Trần Thị Viễn, sinh năm 1931, thuộc Đảng bộ xã Tiền Lữ, đảng viên Hoàng Thị Viên, sinh năm 1924, thuộc Đảng bộ xã Văn Quán và đảng viên Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1930, thuộc Đảng bộ xã Văn Quán. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận những công lao, đóng góp của các đảng viên. Mong các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, không ngừng đóng góp ý kiến tâm huyết cho địa phương, là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Huyện ủy Yên Lạc tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Ngô Bá Trị, Đảng bộ xã Điền Châu và đảng viên Nguyễn Xuân Lai, Đảng bộ xã Nguyễn Đức. Dự có đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại buổi trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, hai đồng chí đảng viên rất tự hào và cho biết dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn nâng cao ý thức cách mạng, góp sức cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tiếp tục phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, động viên gia đình và nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, đồng chí Trần Thanh Hải đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và bày tỏ sự tri ân, trân trọng những cống hiến của hai đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mong muốn hai đồng chí đảng viên sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ ở địa phương học tập, rèn luyện và noi theo. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, trong sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tham luận về dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng một số nội dung trong dự thảo về quyền và nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng,
thừa kế biển số chung đấu giá theo xe chưa phù hợp với thực tiễn. Sau khi thực hiện thí điểm 3 năm, xe gắn biển chung đấu giá sau 2-3 lần chuyển nhượng biển số chung đấu giá theo xe, ô tô sẽ hết khấu hao, không được phép sử dụng và lưu hành. Trong khi người nhận chuyển nhượng biển số theo xe không được chuyển nhượng riêng biển số xe cho người khác, cũng không được dùng để đăng ký cho xe của mình. Vậy khi muốn mua xe mới thì chủ sở hữu phải đi đấu giá hoặc đăng ký một biển số xe khác. Vậy số xe chúng đấu giá đã nhận chuyển nhượng sẽ được dùng vào việc gì? Phát biểu tham luận về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Văn Tiến, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, bày tỏ đồng tình với nhóm cơ chế chính sách đặc thù trong dự thảo và kiến nghị nên ban hành cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Đắk Lắk, trong đó quy định một số cơ chế chính sách riêng cho thành phố Buôn Ma Thuột, cần quy định cụ thể thời gian hưởng ưu đãi của thành phố đối với chi phí tiếp thị, quảng cáo. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về hai dự án luật giá sửa đổi và luật đấu thầu sửa đổi. Trong 10 tháng đầu năm 2022, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về số lượng và chất lượng dự án. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết trong 10 tháng năm 2022, các khu công nghiệp trên địa bàn thu hút được 21 dự án FDI mới và 28 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 292,6 triệu đô la Mỹ, đạt 98% kế hoạch năm. Đồng thời thu hút 14 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.261 tỷ đồng, đạt 323% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, trong các khu công nghiệp có 443 dự án còn hiệu lực đầu tư, gồm 96 dự án đầu tư trong nước và 347 dự án đầu tư nước ngoài. Trong đó có 385 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 86,9% tổng số dự án, 13 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, 36 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai, 5 dự án đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, xã hội phát triển, con người càng hướng tới một cuộc sống chất lượng hơn, chú trọng tới bảo vệ sức khỏe. Theo xu hướng và nhu cầu ngày càng cao đó, những đề tài, công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn ngày càng được lan tỏa rộng rãi. Do vậy hiện nay, các doanh nghiệp trước khi thiết lập mô hình sản xuất quy mô thì họ luôn cộng sự với các chuyên gia, các nhà khoa học để có những nghiên cứu chuyên sâu, đánh giá chất lượng sản phẩm, phản ứng của người tiêu dùng trước khi công bố rộng rãi sản phẩm ra thị trường. Vâng, đúng là như vậy. Và mô hình hoạt động gắn khoa học với sản xuất và đời sống chính là đảm bảo vấn đề không để lãng phí các công trình nghiên cứu khoa học, giảm thiểu thiệt hại tài chính cho doanh nghiệp, còn người dân thì được hưởng những thành quả của khoa học công nghệ với những sản phẩm chất lượng tốt. Công ty cổ phần chăn nuôi và chế biến sữa Vĩnh Thịnh tại huyện Vĩnh Tường là hiện thực hóa của đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học để nâng cao giá trị cho sản phẩm sữa tươi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đây cũng là đề tài tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất năm 2022. Đề tài này cũng đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Nung nấu trong một thời gian dài, lại gặp được người cùng ý tưởng, doanh nghiệp và nhà khoa học đã đồng hành cùng nhau thực hiện mong muốn giúp người dân chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh có nơi tiêu thụ ổn định, đồng thời mang sản phẩm sữa chất lượng cung ứng cho thị trường. Tôi lại là một người con của quê hương. Hai nữa là dân Vĩnh Thịnh là một địa phương là chăn nuôi bò sữa là có trên 20 năm. Một bao nhiêu năm qua là chỉ dừng lại là bán nguyên liệu cho các công ty. Nên là vừa là một người con quê hương đầu đáu nên là dẫn đến là trong đầu là ấp ủ nảy sinh là cái thành lập ra cái công ty này. Thì hiện tại là đề tài của cấp tỉnh đã thực hiện để công ty đang áp dụng kết hợp với nhà khoa học là đang triển khai đúng theo cái nội dung mà đề tài đang nghiên cứu. Nghĩa là áp dụng tất cả những cái khoa học tiến bộ kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm và dòng sản phẩm có giá trị chất lượng cao phục vụ thị trường. Từ năm 2019 cho đến năm 2022 thì chúng tôi cũng đã thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để nâng cao giá trị cho sản phẩm sữa tươi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thì đây là một trong những vấn đề mà cũng đã rất là nóng trong hơn 20 năm nay khi mà Vĩnh Phúc có cái tiềm năng và lợi thế về nguồn sữa tươi rất là lớn. Thế tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa xây dựng được cái thương hiệu sữa trên địa bàn của tỉnh. Và chúng tôi thực hiện đề tài này là đã triển khai xây dựng với những cái sản phẩm đã có với thương hiệu sữa Vĩnh Tường. Và các sản phẩm của chúng tôi thì nó có điểm khác biệt đối với sản phẩm khác trên thị trường, đó là chúng tôi đi theo hướng là thực phẩm sạch,
các sản phẩm của chúng tôi thực hiện là 100% được sản xuất từ sữa bò tươi nguyên chất. Và thứ hai nữa là chúng tôi không sử dụng sữa bột trong cái quá trình sản xuất sữa. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi sử dụng cái chủng vi sinh, ứng dụng công nghệ của đề tài khoa học công nghệ đã chuyển giao. Phải mất một thời gian thực nghiệm đầy kiên trì, những thí nghiệm được làm đi làm lại nhiều lần, sàng lọc cẩn trọng mới cho ra được thành phẩm cuối cùng đảm bảo chất lượng. Hiện nay, sản phẩm từ đề tài nghiên cứu mô hình ứng dụng công nghệ sinh học để nâng cao giá trị cho sản phẩm sữa tươi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cho ra đời 4 dòng sản phẩm mang thương hiệu sữa Vĩnh Tường. Các sản phẩm này đang được phân phối rộng rãi trên địa bàn tỉnh, được khách hàng đón nhận và phản hồi tích cực. Vui mừng trước những thành công ban đầu, sau bao nỗ lực, Công ty Cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh đang có những dự định mới để triển khai rộng rãi mô hình, mong muốn người dân, đặc biệt là các em nhỏ được uống dòng sữa đảm bảo chất lượng, giàu dinh dưỡng, một sản phẩm được hình thành trên quê hương Vĩnh Phúc. Khi mà doanh nghiệp để thực hiện trong cái ngành chế biến này lại được các nhà khoa học sát cánh, thì sát cánh ở đây là gì? Chúng tôi là chỉ là ở góc độ về thực tế. Còn đối với các nhà khoa học là áp dụng tất cả những cái gì tiến bộ để hỗ trợ doanh nghiệp, kết hợp với doanh nghiệp tạo ra những giá trị sản phẩm mà đây là mang tính rất rất là khoa học, có tốt cho sức khỏe, phục vụ cho cái nhu cầu của người tiêu dùng. Với xu thế của thời đại, thời của khoa học công nghệ lên ngôi, thì vị thế của các nhà khoa học, vai trò liên kết giữa khoa học với sản xuất và đời sống ngày càng được khẳng định rõ nét. Những công trình khoa học công nghệ được ứng dụng trong thực tế đời sống sẽ phục vụ đắc lực cho cuộc sống, mang lại giá trị chất lượng cao và những tiện ích cho người dân. Tuyến đường nối từ đường tỉnh 303 chạy qua xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc đi các xã ngoài bãi sông Hồng có mật độ phương tiện lưu thông khá lớn. Tuy nhiên, đã nhiều năm nay, trên tuyến đường này xuất hiện một rào chắn như lô cốt, án ngữ giữa đường, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đây là một lô cốt được quây tôn ngay trên tuyến đường liên xã nối từ đường tỉnh 303 chạy qua xã Nguyệt Đức đi các xã Trung Kiên, Trung Hà, huyện Yên Lạc. Vị trí xuất hiện lô cốt này nằm ngay cạnh chợ Lồ, xã Nguyệt Đức nên mật độ người và phương tiện lưu thông qua đây khá lớn. Bên cạnh đó, lô cốt quây tôn đã chiếm dụng hơn nửa lòng đường, khiến cho người và phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Gần 3 năm rồi, đến gia riêng này đầy 3 năm. Và bây giờ làm không làm đường cái tắc cùn rất đầy, không làm nhà nứt đất đây này đằng sau đổ ướt vào tường rồi. Theo phản ánh của người dân, với việc lô cốt quây tôn chiếm dụng lòng đường đã gây mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện mỗi khi di chuyển qua khu vực này. Trên thực tế, có nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra tại vị trí này. Ảnh hưởng đi lại. Tôi, nhà tôi đây là tôi không bán được hàng. Đấy, mà chết là một vụ rồi, còn bị thương là vài người gãy chân gãy cẳng đây rồi. Bây giờ xem thế nào chứ bây giờ đường cái nó cứ như này, người dân đây là khổ lắm. Bụi bặm mà hàng hóa rào, hàng này bán hàng đâu. Cũng theo người dân cho biết, lô cốt quây tôn chiếm dụng lòng đường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp và nối dài sông Cà Lồ Cụt đến trạm bơm tiêu Nguyệt Đức do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, tồn tại nhiều năm nay. Người dân đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cần sớm đẩy nhanh tiến độ dự án giải tỏa lô cốt quây tôn chiếm dụng lòng đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.